Và ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với trận tranh chung kết đang được chờ đợi rất là lâu giữa hai cao thủ cậu nhóc cá bóng bóng và 43 thiếu gia thiếu lâm đao. Và trong trận đấu trận chung kết này, chúng ta sẽ thi đấu hình thức bo 5 chạm 3 win như 5, và hai chiến đội hay tập trung trước vực công minh tử hay bất tử vào trong. Và đây là ra đấu đầu tiên, chúng ta cùng vào trong. Và trước khi bắt đầu trận đấu thì Khải sẽ soi đồ hai cao thủ cho anh em xem. Và đây là sơ đồ của cao thủ cậu nhất của trận tranh chung kết này nha anh em, của trận tranh chung kết giải đấu và là minh chủ của mấy chủ Đại Phật Sơn này nha anh em, một trong những mấy chủ mới nhất của trang chủ công thành chiến sư.net. Và đang sử dụng mình một cái bọn top 20. Sắc thương thì không có, băng sắc 80. Băng sắc 80 thì đặt móc băng sắc 73 rồi anh em. 77 72 rồi, quá chất. Một gia truyền kháng thức khả 18. Hợp kim quá đẹp. Một áo cực phẩm định quốc 50. Và một nón 22 kháng hỏa và 40 chón. Một tay làm chậm 40. Một ngọc bội làm chậm 40 sinh lực. Một nhẫn kháng lôi 30 và một giày kháng lôi 30. Một đai lưng kháng băng 25 và một nhẫn kháng băng 24 và 20 chống độc. Hiện tại X này set đồ quá đẹp này mà, kèm thêm một con bông tiêu râu dài. Và giờ chúng ta cùng xem set đồ của Thiếu Lâm. Như lúc này chúng ta đã thấy thì có người comment rằng Thiếu Lâm đang đi theo hướng chuyên máu với lượng máu hơn 20k. Liệu có đúng vậy hay không? Hiện tại đang có cho mình một set đồ cái đào tóc 30 thương 20. Một nón cực phẩm định quốc 30. Và một gia truyền kháng cả 17, kháng banh 17, thời gian độc 30, sinh lực. Một áo 40 và 19 kháng banh. Một bao tay làm chậm 40. Một nhẫn làm chậm 40. Và một đai lưng làm chậm 40, sinh lực lực. Một ngọc bòi kháng lôi đã kích nhẫn và đai lưng dòng 1. Một nhẫn kháng lôi. Và một đôi giày kháng hỏa. Tính ra thì lượng phòng thủ bạc này cũng khá là ok. Kháng hỏa thì không có rồi. Thiếu Lâm đao này không kháng hỏa bao nhiêu cả. Đa số làm chậm thôi. Và trận đó chúng ta chính thức bắt đầu. Theo dự đoán thì không lầm thì anh cái bang này đang chơi với một chiến thuật, đó là câu đam, câu giờ câu đam. Cũng giống như là Nga My gặp với Thiên Bang vào đó nè. Chắc chắn anh ta sẽ câu từ 2 đến 3 phút. Và sau cùng anh ta sẽ dồn những lần đam cuối cùng trong những phút cuối cùng, để thử lấy đam trong những pha cuối cùng. Chúng ta cùng đợi xem hiện tại Thiếu Lâm đang cố gắng đam những lần đam Thiếu Lâm đào, để thử chặn hướng đi của anh cái bang này. Đang những lần đam đầu tiên, nhưng mà đang rất khó khăn. Tại vì cậu nhóc đang sử dụng mình một con bông tiêu, di chuyển khá là nhanh, rất khó mà có thể chặn đầu được bông tiêu này. Kiểu này rất là khó này mà. Hello mọi người nha, Duy Khải kính chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ nè. Anh em xem video đừng quên cho Khải một like. Và sau hơn 1 phút chỉ câu giờ thì anh cái bang đã chính thức đam những đồng đam đầu tiên. Liệu cái bang sẽ kết thúc Thiếu Lâm là sao đây? Những đồng bóng và những đồng rồng đang được dí hoàn toàn với cái ba hướng hoàn toàn của anh Thiếu Lâm. Nếu như Thiếu Lâm đứng lại thì việc gì sẽ xảy ra đây mọi người? Và đây là một pha giao tranh mặc định. Trời ơi, quá nhanh, quá nguy hiểm anh em ơi. Chứ việc đứng lại một cái là bốc ơi. Nhiều anh em bảo rằng kỳ hợ như thế này sao mà đánh. Quá xuất sắc dành cho cậu nhóc của chúng ta. 1-0 cho cái bang của chúng ta. Đâu, đúng là một pha kỳ hợ, không thể nào mà giao tranh nổi em. Nếu như thế này thì tình trạng như thế này có câu giờ hay không câu giờ thì anh cái bang này cũng win hoàn toàn. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến trận ra đấu thứ hai, trận chung kết ra đấu thứ hai giữa cậu nhóc và 43 thiếu gia. Anh em cùng chờ đợi hai người bơ tơ vào trong. Quá nhanh, quá nguy hiểm nè. Và ok anh em, và chúng ta sẽ tiếp tục đến trận chung kết ra đấu thứ hai. Trong ra đấu đầu tiên thì cậu nhóc đã win cho mình 1-0. Và trong liệu trong ra đấu thứ hai này cái bang sẽ làm gì, và liệu anh Thiếu Lâm này sẽ có một lối đánh nào để có thể win được anh cái bang này đây? Thiếu Lâm hiện tại không có kháng hỏa nè, phòng thủ thì ok đấy. Nhưng mà anh cái bang này, anh ta vừa đánh bóng, vừa đánh hỏa, vừa đánh rồng, thì không biết anh ta đã chuyên mình gì. Theo Khải nghĩ thì cái băng rồng này đang có thể là chuyên rồng đó nè. Anh cậu nhóc này có vẻ là đang chuyên rồng đấy. Tại vì chỉ còn vài đường rồng thì anh Thiếu Lâm đã bốc hơi rồi. Nhưng đường bóng đánh ra không được thấm cho lắm. Chắc chắn với em rằng anh cái bang này đang đánh hướng rồng rồi. Những đồng bóng đánh ra nè không? Thiếu Lâm chỉ mất một tí máu sơ sơ mà thôi. Có vẻ như là đồng bóng này quay thả 4 run một phát một, Thiếu Lâm chỉ còn 20% máu mà thôi. Vãi cả nơi. Phải rồi, nếu có thể thấy không? Rồi. Phải rồi, nếu có thể thấy không? 4 rồng một phát một, anh Thiếu Lâm chỉ còn một tí máu mà thôi. Rồi, chắc chắn là theo khả dự đoán đây. Anh cái ui ui, anh Thiếu Lâm này trâu hoàn toàn máu rồi em à.
Còn anh cái bang này chắc chắn đang đi theo hướng rồng rồi, tại vì anh ta đánh bóng không có lượng đam anh em à. Đánh bóng chỉ giữ bằng sắt mà thôi, không có lượng đam. Phải rồi anh em thấy không? Một phát, uầy, bốn run một phát là anh Thiếu Lâm xém tươi được bóc rồi. Uầy, ai da, ai da, ai da. Có vẻ như đang khá là thố anh em à. Vừa đam và... ui da, à, cái bang sợ đầu đang những đòn một ít nè. Uầy, các bạn chúng ta thấy rằng lượng máu rút khá là thốn. Cái bang đang khá là thốn máu nè. Chúng ta có thể chờ đợi xem liệu sẽ ra sao. Rồi, bốc hơi. Và rồi Thiếu Lâm đã có thể kết thúc được cậu nhóc một cách quá đơn giản. Bốc hơi anh em à. Trời ơi, phản đam quá đau luôn nha anh em. Rao đấu đầu tiên thì không hiểu sao thì chúng ta cảm giác rằng lượng rồng của anh cậu nhóc quá đau và đã kết thúc được Thiếu Gia. Và trong trận đấu này thì anh cậu nhóc không dám đam nữa anh em ơi. Cậu nhóc không dám đam gì luôn. Vẫn bị phản đam và bốc hơi một cách quá nhanh. Và chúng ta đã có một đều. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến trận đấu thứ hai giữa hai cầu thủ này. Trận đấu thứ ba chứ, trận đấu thứ ba nè, đã có một đều dành cho 4-3 Thiếu Gia. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến trận đấu thứ ba. Đúng rồi, theo khả thái là Thiếu Lâm full máu rồi anh em à. Cái bàn không dám đánh luôn nè, cái bàn đánh vào một phát. Anh em thấy cái đòn đầu tiên không? Bốn run đụng vào một phát một. Thiếu Lâm còn 30% máu nhưng mà anh cái bàn chỉ còn một chút máu mà thôi. Đúng không anh em? Như anh em Khải hay nói thì 30 chưa phải là Tết rồi, thắng bại thì chúng ta tại kỳ này. Tuy rằng kỳ hở nhưng mà anh Thiếu Lâm cũng có thể win, anh em thấy chưa? Trong trận đấu thứ hai quá xuất sắc. Làm cho anh cái bàn không dám nổ một lần đam nào luôn. Chỉ đam nhẹ nhẹ những pha bóng 3 mía mà thôi. 3 mía thì không ăn thua anh em. Chắc chắn anh em rằng anh cái bàn này đang đi theo hướng rồng. Những lùng đam của anh ta cực kỳ thốn. Và trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Đây là trận đấu thứ 3. Những lùng đòn đang được đánh ra khá là sớm. Chúng ta cùng liệu xem. Những phản đòn khá ở đâu. Để xem sẽ kết thúc được Thiếu Lâm hay là Thiếu Lâm sẽ phản đam chết cậu nhóc đây. Và rồi chúng ta thấy rằng cậu nhóc đang bị phản đam khá ở đâu. Đành phải di chuyển ra mọi người. Khá hấp dẫn, chỉ mới trôi qua hơn 20 giây và trận đấu chúng ta cảm giác rằng hai cầu thủ này lên ngôi quán quân và á quân thì quá là tuyệt vời. Không gì đỡ phải chơi nữa nè mà. Liệu Thiếu Lâm có thể win được cái bang trong trận đấu thứ ba này hay không? Những lúc đồng, ôi, bốc hơi, rất đáng tiếc dành cho cậu nhóc của chúng ta. Và chỉ nhận những đòn rồng vào người mình thì anh cái bang đã bị đột tử và có vẻ như là phục pha. Phản đam cực kỳ thốn tận rố này mà. Cái bàn cậu nhóc đành phải nằm xuống và 2-0, 2-1 dành cho 4-3 Thiếu Gia Thiếu Lâm. Chúng ta xin chúc mừng. Và giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến trận đấu thứ 4. Trận đấu thứ 4 này nếu như Thiếu Gia win thì anh ta sẽ chính thức lên ngôi quán quân. Còn nếu như anh cái bàn cậu nhóc thua thì anh ta chỉ dành cho mình hàng áo quân mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến trận đấu thứ 3. Trận đấu thứ 4. Anh em đang xem thì đừng quên để lại cho hai cầu thủ này một like, một chia sẻ cũng như là ủng hộ Duy Khải Gaming một like, một chia sẻ chơi cho anh em. Và đừng quên hãy ghé vào kênh YouTube Duy Khải Gaming, ủng hộ Duy Khải một lượt đăng ký kênh cũng như là nhấn vào chuông thông báo để có thể ủng hộ tinh thần cũng như là sau mỗi ngày làm việc anh em không có thể chơi game thì có thể ghé vào kênh YouTube Khải cùng Khải hoạt động ban cũng như là đánh top tống kim hàng ngày vào lúc 21 giờ nha anh em. Đó, 21 giờ hàng ngày Khải đều đánh top tống kim, top 1 đến top 10 cho anh em xem cho vui nha. Tuy rằng nhiều anh em dự đoán rằng anh cái bang sẽ có phần thớ lợi win lợi thớ hơn. Và tại vì anh Thiếu Lâm kỳ hở nè. Nhưng mà ngược lại ở trong trận đấu này Thiếu Lâm đã bất bài được và tăng cho mình full đam. À sau đây là full sinh khí, full máu. Thì lượng máu của Thiếu Lâm này cực kỳ cao nè. Nếu mà những đòn đam của anh cái bang này cực kỳ mạnh, cực kỳ khỏe thì chắc chắn anh em rằng phản đam là điều có thể nè. Không thể nào mà thoát được. Chúng ta còn hơn 20 giây để bắt đầu trận đấu thứ 4 này. Liệu ai sẽ lên ngôi quán quân? Trận đấu này liệu 4-3 Thiếu Gia có thể quyết định hay không? Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Hiện tại xem sơ đồ thì bên Thiếu Lâm chỉ có mỗi đôi giày kháng hỏi lại mà thôi. Và một giây chuyền kháng kèo 17. Và phải rồi chúng ta đã có đàn cậu nhóc đã quyết như mình 1-2 đều cho cậu nhóc của chúng ta. Và rồi Thiếu Lâm có vẻ như không kịp bơm máu sao anh em, khả năng sơ đồ Khải không rõ lắm. Cái bàn đam hai đòn rồng liên tục thì anh Thiếu Lâm đã bị nằm xuống một cách khá là nhanh.
Và hai đều dành cho cậu nhóc, hai đều dành cho cậu nhóc rồi anh em ạ. Cái bàn của Tiểu Long, cơ hội sẽ dành cho ai trong trận cuối cùng này đây? Sẽ ra đấu round cuối cùng này đây. Chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với đấu thứ 5. Hai đều dành cho cậu nhóc. Trời ơi, phải rồi, có vẻ anh Tiểu Long chủ quan quá anh em ơi. Chủ quan quá, đụng cái bốc hơi rồi. Hai đồng đồng bốc hơi này. Đẹp trai không? Kèo này cái bàn thả rồi á, chưa thấy đâu anh em. Phải rồi, anh em thấy không, lật ngược tình thế luôn nè. Thiếu Lâm chắc bất ngờ anh em à. Thiếu Lâm nghĩ cứ nghĩ là mình ăn sao hết nè. Rồi, trận đấu chúng ta ra đó thứ năm, chúng ta sẽ chờ đợi sâu vài một phút nữa anh em ơi. 20 giây cuối cùng. 20 giây cuối cùng để chính thức ra đấu thứ năm này. Liệu ai sẽ lên ngôi quán quân anh em ơi? Liệu ai sẽ lên ngôi quán quân nào mọi người? Anh em đang xem thì đừng quên để lại cho một like chia sẻ cho nha anh em. Và Duy Khải kính chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ, đừng quên ủng hộ một like chia sẻ cho anh em ơi. Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Và đây là những lồng đam đầu tiên đến từ vị trí của Thiếu Lâm. Và hiện tại các bạn đang cố gắng câu giờ nè, các bạn đang cố gắng câu đam anh em ơi. Những lồng đam đầu tiên đã chính thức đánh ra đến từ vị trí của các bạn, kèm theo những pha bóng. Tiếp tục những pha rồng tiếp theo. Bốc ơi, đánh vào Thiếu Lâm đã bị phản đam hơn tờ 100% anh em ạ. Và chúng ta xin chúc mừng 43 Thiếu Gia đã giành win cho mình 3-0 và chính thức lên ngôi quán quân của giải đấu Võ Lâm Minh Chủ cùng mấy chủ Đại Phật Sơn này. Và rất đáng tiếc cho cái bàn, cậu nhóc chúng ta chỉ có thể giành hạng áo quân mà thôi của giải đấu Võ Lâm Minh Chủ của cùng mấy chủ Đại Phật Sơn này. Và trang chủ game đó là công thành chiến xưa.net. Anh em đang xem hoặc là anh em có thể muốn tham gia game thì thử truy cập ngay vào trang chủ công thành chiến xưa.net, một trong những mấy chủ server đồ xanh hoàn toàn và server một ạc nha anh em, cấm kéo xe nha anh em. Đó, anh em thích chơi server một ạc thôi vào mấy chủ đó và tham gia nha anh em. Hiện tại mấy chủ mới nhất là Đại Phật Sơn và giải đấu Võ Lâm Minh Chủ này đã khép lại tại đây. Và xin kính chúc anh em một buổi tối xem live vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng trở lại với mấy chủ Khải đang hoạt động, đó là mấy chủ Đại Xã Tắc Binh cụm đồ tím nè, trang chủ võ công truyền kỳ.net. Ok anh em, bây giờ chúng ta cùng đi nè. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với hoạt động 3.